Tôi đến từ nhà đất Tây Nguyên nhé. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một lô đất rẫy, diện tích là 1 hecta. Đây tôi quay cụ thể cho các bạn thấy này. Đây là mít này. Địa chỉ cái miếng đất rẫy này thuộc xã Giao Lứ, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Đây trong rẫy thì trồng mít, trồng tiêu. Bao nhiêu trụ tiêu chú Lan nhỉ? 2.000 trụ. Diện tích 1 hecta mà trồng 2.000 trụ đây. Tiêu đây. Tiêu nói chung là vẫn còn đẹp lắm nha các bạn nhé. Đây các bạn bây giờ mua về thì chỉ chăm vào. Mà hiện tại giá tiêu đang lên rồi nhé. Các bạn nào đầu tư để mua để chăm sóc vào thì về chỉ việc thu thôi. Đây, tiêu rất đẹp. Tiêu trụ sống, trụ keo. Cái keo này thì ngoài cái việc mà dùng để cho tiêu ngoi ấy, thì mình cho sử dụng để cho cái tiêu nó bò lên ấy, thì mình có thể sử dụng vào cái việc mà nuôi dê, tận dụng nuôi dê rất là tốt nhé. Đây tôi quay rất là cụ thể. Đây tôi đi ra hàng biên cho các bạn thấy này. Đây, tiêu rất đẹp nha các bạn nhé. Đây là cái ranh giới đây. Ranh giới của vườn tiêu đây. Đây vườn 1 hecta đây các bạn. Đây. Ở khu vực này người ta đang phát triển cái năng lượng gió. Nên là ở khu vực này rất là thuận lợi nha các bạn nhé. Từ đây mà đi ra ngoài quốc lộ 14 á, khoảng 3 cây số. Từ đây ra quốc lộ 14, 3 cây số. Từ đây lên trung tâm tỉnh Gia Lai khoảng 60 km. Đây. Còn cái hướng này đi Đắk Lắk này. Đi thẳng cuối vườn tiêu đi hướng đi Đắk Lắk này. Khoảng hơn 100 cây thôi. Nói chung là khu vực rẫy này thì đây bốn xung quanh người ta cũng trồng trọt rất là nhiều này, nó có su rồi các bạn này. Từ đây ra trung tâm cái khu dân cư ở đông đúc ấy, thì cũng chỉ khoảng cây đến cây rưỡi thôi. Nói chung là giếng nước, điện đường, trường trạm. Đất này rất đen nha các bạn. Đây tôi đi cái hàng biên này cho các bạn thấy này. Đây. Đây biên đây. 1 hecta nha các bạn nhé. Đây hàng biên này.